Là ăn uống là xong rồi. Đấy, bây giờ là mình làm một tí chương trình cho cái sinh nhật quý 1. Và sau khi mà làm xong thì là cắt bánh, rồi mình vào cái chương trình giao lưu văn nghệ.
Thì hôm nay thì ở trên sân khấu của mình hiện diện ở đây thì có những người em làm bên góc độ nghệ thuật. Đối với lại tôi, em Thùy Linh, Cường Đen cũng là một cái người hát rất là hay, mặc dù là làm bên mảng âm thanh nhưng mà giọng hát thì rất là tuyệt vời, và bây giờ là thành viên của đội bóng rồi, thì tí nữa chắc chắn là sẽ có gửi tặng một bài hát. Còn anh Hùng nữa thì là hát karaoke tay vịn thì cực kỳ tuyệt vời luôn, thề luôn. Thì tí anh sẽ gửi tặng với mọi người. Bây giờ để nó xong mới đã. Đang cơn thập thò là không được, cứ phải thẳng vào phát là thích rồi. Để chưa xong chưa anh em, ok chưa? Rồi, đội bóng thì tôi chúc mừng tất cả các anh em sinh nhật quý một là 1, 2, 3. Thì bây giờ là xin mời tất cả các anh em trong sinh nhật quý một có danh sách rồi, ta lên sân khấu. Những anh em mà mặc áo vàng mà đã được tặng đấy thì mình mời tất cả anh em. Tôi nhớ là có 10 người nhưng mà hôm nay hình như có Hà Béo này là bận việc xin nghỉ này. Ở trên đây là mới 2, 4, 6, 7 thôi. Rồi, được rồi. Con ra đây đứng với chú này. Đây, đứng ở đây. Trời ơi, lại tiếp à? Ok. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho sinh nhật của quý 1 FC Gà Sơn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thằng cháu xin thổi nến nhá. Các chú cho thằng thổi này. Các chị trong FC Gà Sơn đang có mặt ở buổi tiệc sinh nhật quý 1 trong buổi tối hôm nay ạ. Và xin chúc cho anh chị sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời, có một bữa tiệc thật là ngon miệng ạ. Và để mở đầu những giai điệu âm nhạc, xin phép được gửi tặng tới tất cả các anh các chị một sáng tác được mang tên Khúc Nhạc Vui. Xin mời mọi người sẽ cùng thưởng thức.